Khi mọi người gặp một cái tủ đông mà nó mất nguồn toàn bộ nha mọi người, gắm vào nổ, sập cầu dao luôn, sập automat luôn, thì mọi người phải trước mắt là kiểm tra cái đèn nha, đèn chập vẫn nổ và lốc máy chập vẫn nổ, tất cả những cái gì mà nó chập là đều gắm nó sẽ nổ nha mọi người. Thì clip hôm nay mình chia sẻ cho hướng dẫn cách sửa một cái tủ lạnh cấp đông dòng 600 lít, tủ này là bị nổ nha mọi người. Tủ này thì nói chung là nó là cái dạng lạnh, nó là bằng đồng nha mọi người. Mọi người nhìn tất cả những dạng tủ mà bị tráng men nè, tráng men hay là bằng đồng hết, còn nó mà nhôm hoặc mè là cái nghĩa là bằng ống sắt hoặc là ống nhôm nha. Chào tất cả mọi người, các bạn hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái tủ cấp đông 600 lít. Tủ này hiện tại là khách báo là mất nguồn, găm vô thì sập cầu dao xuống cho mọi người. Thì trong clip hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem biết cách sửa để mà có thêm kinh nghiệm. Rồi bây giờ trước khi đi vào vấn đề, mình sẽ test cho tất cả mọi người các bạn xem. Hiện giờ tại cái tủ này á, là mất đèn báo luôn mọi người. Cái đây là cái đèn báo khi găm điện vào nè. Còn cái đèn màu xanh á thì nó là khi mà cái chế độ mà tủ mà chạy qua về cắt, đèn con tay cắt và chế độ mà đủ đông cắt thì nó báo qua đèn xanh. Thì hiện tại cái tủ này mất nguồn nha mọi người. Tủ hiện tại giờ mình găm điện nhưng mà nó mất nguồn luôn mọi người. Mất nguồn là mình đang cặp dòng thử nè, dòng lên không có. Thì cái quan trọng đầu tiên á là anh em phải kiểm tra cái tẹt mô tai này đứt hay không. Nếu mà kiểm tra cái tẹt mô tai bị hư á là nó sẽ nổ toàn bộ luôn, nó mất điện toàn bộ luôn. Đồng thời qua cái tẹt mít này, tẹt mít này nó là nó bị đứt thì nó sẽ không cấp điện vào cho cái lốc. Nếu mà trường hợp này mà nổ trường hợp này thì có hai nguyên do. Một là cái rò le đề này nha mùi. Rồi lấy đề này thì nó là bị hư, nó không đề được thì nó sanh ra sự cố cái tẹt mít này cắt cắt liên tục á, thì nó sẽ đứt cái tẹt mít này luôn. Còn trường hợp thứ hai là cái lốc máy nén này bị hư có vấn đề, nó là sẽ bị sanh ra sự cố thì cái tẹt mít này sẽ cắt luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử từng cái một cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì cái trường hợp mà cái đèn báo của nó không có thì mọi người xem là cái đèn báo nó bị chập rồi nha mọi người. Đèn báo bị chập hư nè, mọi người nhìn kỹ nè. Đèn báo này nó bị cháy rồi, thử nó không báo đèn được. Bây giờ mình kiểm tra đo cái tẹt mô tai. Thì một tay quay một tay hơi khó thì mình sẽ găm vào. Thử cho mọi người hai chân của tẹt mô tai ra nè. Rồi, mọi người nhìn kim đồng hồ lên nè, chập ra. Găm vào. Thì chứng tỏ là cái tẹt mô tai là còn nha mọi người. Cái tẹt mô tai là của cái tủ cấp đông này còn. Nhưng mà đèn báo không có thì do cái đèn báo này nó bị cháy là một. Rồi bây giờ mình kiểm tra qua cái phần mà rò le tẹt mít. Rồi mình rút cái này luôn. Thì trước tiên là mọi người phải kiểm tra cái thằng này lắc thử coi nó bị rung nha mọi người. Thì hiện tại giờ cái tẹt mít là bị hư nè nha mọi người, hư rồi. Có thể là cái trường hợp cái tẹt mít này nó bị hư. Nó sẽ lốc máy không đề được. Nó sanh ra cái điện trở trong này cắt cắt liên tục thì cái tẹt mít sẽ cắt luôn, cháy luôn tẹt mít. Thì bây giờ mình kiểm tra cái tẹt mít. Rồi mình đo tẹt mít luôn nha mọi người. Rồi mọi người nhìn là mình đo vào cái tẹt mít nè. Không lên nha mọi người, không lên, không lên. Nhưng mà cái này là do cái miếng sắt mình cộng đụng cho nè, đó mình làm lại. Tiệt mít đứt luôn mọi người, tiệt mít đứt rồi. Giờ mình kiểm tra qua phần lốc luôn, lốc máy. Phần máy nén á thì mọi người xem là cái đỉnh đây nè, đỉnh đầu tiên là chung nha. Bữa này là đỉnh bên phải là sóc bên phải là chạy
bên trái là đề, lưu ý á, chung chạy đề. Thì mình giờ mình kiểm tra mình đo thử cái máy nén nó còn tốt không. Rồi mọi người nhìn thấy máy nén lên nè, đo chung với đề lên nè, chạy với đề lên nè nha mọi người, giờ chung với chạy nè, chung với chạy lên nè. Tay quay thì nói chung hơi khó, lên nha mọi người. Rồi chung với đề nè, lên luôn nha mọi người. Giờ mình đo mát, coi thử cái tủ này, cái lóc máy này bị mát không, bị mát lóc không, không có nha mọi người. Thì chứng tỏ nguyên do tại sao mà cái lóc máy nó khi người ta gắn điện lên nó bị sập cắt luôn toàn bộ, thì nó có hai cái lý do. Cái bộ rò lây thằng mít này nó không, cái nó bị hư, nó không đề được. Khi nó đề nó ì lên, nó cái dòng lên cao nó sẽ sập cái sơ bi xuống. Và cái thứ hai là cái này cháy nó sẽ nổ, nó nổ sập luôn. Thì bây giờ mình sẽ thay một cái rò lây thằng mít mới và thay luôn bóng đèn, rồi gắm vào là cái lóc máy hoạt động như nhau mọi người. Thì lóc máy hiện tại mình đo là vẫn còn tốt. Giờ mình cách phương pháp mình, giờ mình thay thằng mít. Mọi người nên nhớ là cái tủ với cái dòng là 600 lít này, thì nó tùy theo anh em trong clip trước á, mình cũng đã chia sẻ cho cái cách mà thay tương ứng với một cái lốc 1/4 một năm. Thì cái thằng mít này mọi người phải lựa tương xứng với công suất của cái tủ nha mọi người. Nếu mà nó non quá thì nó sẽ cắt sớm, và nó mà già quá thì nó không cắt, nó sẽ sanh ra cháy cái máy nén. Thử anh em là nếu mà mua khi thay cái thằng mít này rất là quan trọng, nó giống như cái bảo vệ của lốc máy nén. Thử anh em khi thay và đúng công suất của nó. Thì clip tới mình sẽ chia sẻ là cách để mà biết sao cho nó cắt mà biết sao không cắt. Thì clip tới thì mình sẽ chia sẻ tất cả mọi người các bạn xem. Rồi bây giờ mình thay luôn cái này, thay luôn cái bóng đèn luôn nha mọi người. Rồi mình cũng có cái bộ rò lây thằng vít đây, giờ mình thay vào. Cách thay của mình chia sẻ rất đơn giản mọi người. Khi gặp sự cố nào anh em kiểm tra như mình nè. Rồi cái này là đỉnh, nó gắn vào cái đỉnh nha mọi người. Gắn xong bắt đầu mình gắn vào trước, xong mình để cái sóc dây sâu cũng được. Rồi một cái, rồi sau khi mình thay để thằng mít rồi nha mọi người, mình thay rồi bắt đầu mình thay luôn cái đèn luôn. Thì anh em ở đây thấy là một cái đèn xanh, đèn báo mà để mà cái thiệt của tay nó cắt á, nó chuyển qua chế độ xanh nè. Rồi mình thay vào. Góp cái đèn đỏ thôi. Đèn báo này bị hư rồi. Chỉ còn bóp hai cái này nha mọi người. Bóp hai cái này vào nè, là rút cái đèn ra nha. Cái đèn đó nó cháy luôn rồi, nó không có báo cái điện được. Mình ở đây mình cũng mua một cái đèn xịn. Rồi mình hàn chân mình thay vào, mình đấu mọi người. Này cũng dễ thay chứ không có gì mà khó đó. Rồi sau khi mình thay đấu gì nha mọi người, đổ đèn luôn. Này bỏ, cái này mua không có, bỏ luôn. Đổ cái thằng đời mới vào nè, đấu lại. Thịt mít mình cũng ráp luôn. Rồi mình sẽ gắm thử cho tất cả mọi người bạn xem thử tủ hoạt động được chưa. Rồi mình sẽ gài vào luôn nha mọi người. Gài bỏ cái này dưới này, móc dưới nè. Rồi đặt vô, tách dây rẽ lại hết nha mọi người. Rồi xong mình sẽ ráp cái hộp này vào luôn. Rồi mình ráp xong rồi cặp cái đồng hồ vào dây chung của cái lốc máy nha mọi người. Rồi giờ gắm điện thử xem sao. Rồi tủ hoạt động tốt nha mọi người. Dòng đang chạy là 2 chấm nè, 2 ampe. Là hiện tại giờ là không còn chập nổ nữa. Rồi đèn báo cũng ở trước tốt. Đèn báo tốt mọi người.
Đây là mình chỉnh qua cái min là nhờ một cái mức độ tăng tẹt của nó là up min, rồi là theo chu kỳ đồng hồ là lớn nha, lên max là lớn, còn min là trung bình. Rồi đèn báo mình thấy là tốt. Dòng chạy của đâu là khi nó chạy nó đề ba lên nó là hai, nó chạy là nãy ban đầu là hai trên 2 ampere, nhưng bây giờ từ từ nó xuống lần thì nó còn 1 ampere, khoảng 1,5 ampere là tốt, đúng của nó luôn á. Thì trong tất cả những clip mà mình chia sẻ từ cái dòng mono cho đến dòng inverter, thì anh em nào mà gặp những cái trường hợp những cái tủ này thì vào kênh trên sách phát của mình tìm hiểu để xem biết cách sửa. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, ngón tay, một đăng ký, một chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người, các bạn.